kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, có đôi khi người ta thường nói dối, nhưng vô tình điệu bộ của họ lại đang tiết lộ sự thật. Và đó là lý do trong bất kỳ mối quan hệ nào, chúng ta cũng cần phải biết nắm bắt ý nghĩ của người khác. Điều này nghe có vẻ khó, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt khi bạn là một người làm kinh doanh, thường xuyên phải gặp đối tác hay xây dựng các mối quan hệ, thì việc biết đối phương có mưu đồ gì hay không là một vấn đề rất quan trọng để có thể tùy cơ ứng biến. Để bất kỳ ai cũng trở nên thật tin tưởng, nên cuốn sách Khi cơ thể cất tiếng đã ra đời và được săn đón vô cùng rộng rãi bởi sự thú vị và diệu kỳ mà nó mang lại. Tác giả đã sắp xếp theo các vùng cơ thể đi từ đầu xuống chân, gồm hơn 400 quan sát ngôn ngữ cơ thể quan trọng nhất mà ông cùng các cặp vụ FBI khác đã dùng để giải mã hành vi con người trong suốt sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, thông qua cuốn sách này, tác giả Joe Navarro cũng giải thích những hành vi, ngôn ngữ cơ thể phổ biến ấy đến từ đâu, dựa trên những nghiên cứu tâm lý, sinh học tiến hóa và bối cảnh văn hóa, để giải thích tại sao con người lại thực hiện những hành vi mà họ vẫn thường làm. Bạn có từng thắc mắc tại sao lúc bối rối, người ta hay gãi đầu, đỏ mặt, hoặc tại sao khi nói dối, mắt đối phương thường liếc qua phải hay trái không? Nếu câu trả lời là có, thì hy vọng cuốn sách Khi cơ thể cất tiếng sẽ giải đáp được tất cả sự tò mò của bạn. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ mở rộng tầm mắt của bạn với thế giới xung quanh, giúp bạn hiểu và đánh giá được người khác thông qua thứ ngôn ngữ không cần nói ra mà chúng ta gọi đó là dấu hiệu không lời. Joe Navarro có 25 năm làm đặc vụ FBI trong lĩnh vực phản gián và đánh giá hành vi. Hiện nay, ông là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về giao tiếp phi ngôn ngữ. Ông cũng là cố vấn cho nhiều tập đoàn lớn trên toàn thế giới, là trợ giảng tại Đại học San Leo và thường xuyên giảng dạy tại trường kinh doanh Harvard. Joe Navarro đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn của Hoa Kỳ và quốc tế. Càng lớn lên, tác giả càng dựa vào ngôn ngữ cử chỉ nhiều hơn, khi đi học, khi chơi thể thao, thậm chí cả khi chơi với bạn bè. Tính đến thời điểm tốt nghiệp Đại học Jim Jones, tác giả đã có hơn chục năm thu thập những quan sát đánh giá. Ở đó, lần đầu tiên, ông được sống giữa nhiều nền văn hóa, nhiều hơn khi còn ở Miami. Điều đó cho phép ông tiến xa hơn trong việc nghiên cứu. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Brigham Young, tác giả nhận được một cuộc gọi đề xuất ông ứng tuyển vào FBI. Tác giả đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng ngày hôm sau, hai người đàn ông mặc vest đã gõ cửa nhà ông và đưa ra một lá đơn xin việc. Và thế là, cuộc đời ông đã thay đổi mãi mãi. Tác giả đã hết sức hãnh diện khi được mời gia nhập cơ quan thực thi pháp luật có uy tín nhất trên thế giới, do mình là đặc vụ trẻ thứ hai mà FBI từng chiêu mộ. Ở tuổi 23, ông lại một lần nữa bước vào một thế giới mới. Mặc dù cảm thấy bản thân chưa được đào tạo về nhiều mặt để trở thành đặc vụ, nhưng có một lĩnh vực mà ông đã là chuyên gia, ngôn ngữ cử chỉ. Ông còn đi xử lý hiện trường vụ án và bắt giữ tội phạm. Nhưng ngoài những lúc đó ra, hầu như ông đều phải nói chuyện với các đối tượng, điều tra tội phạm và tiến hành thẩm vấn. Vào năm 1971, ở tuổi 17, vì những lý do cho đến tận lúc này vẫn còn chưa rõ, Joe Navarro bắt đầu ghi chép về hành vi của con người. Ông lập danh mục tất cả các kiểu ngôn ngữ cử chỉ, hay thường được gọi là ngôn ngữ cơ thể. Ban đầu đó chỉ là những việc lạ lùng mà con người ta hay làm. Tại sao họ lại đảo mắt khi không tin hay đưa tay lên cổ khi nghe tin xấu? Về sau, những hành vi ông ghi chép trở nên chuyên sâu hơn, như tại sao phụ nữ lại nghịch tóc khi đang gọi điện, hoặc là nhướng mày khi chào hỏi nhau. Những hành vi tuy nhỏ nhưng lại khiến ông tò mò, tại sao con người lại làm những việc như vậy? Tại sao một hành vi lại có nhiều ý nghĩa như thế? Mục đích của những hành vi ấy là gì? Là một trong những sở thích kỳ quặc ở tuổi thiếu niên, trong khi bạn bè trao đổi thẻ bóng chày và thuộc lòng ai có số lần đánh trúng trung bình cao nhất hay ghi được nhiều điểm nhất mùa giải, thì tác giả lại chú tâm tìm hiểu sự phức tạp của hành vi con người. Ngay từ nhỏ, tác giả Joe Navarro đã biết về lừa dối. Người ta thường nói dối, nhưng điệu bộ của họ lại tiết lộ sự thật. Trẻ em tất nhiên là những kẻ nói dối khủng khiếp. Chúng có thể gật đầu thừa nhận đã làm gì đó không tốt, ngay cả khi ngoài miệng chói leo lẻo. Khi lớn lên, ta nói dối giỏi hơn,
Tuy nhiên, một người từng trải và được đào tạo vẫn có thể nhận ra dấu hiệu của người đối diện cho thấy có gì đó không đúng, chắc chắn có vấn đề. Sự vòng vo hoặc thiếu tự tin về những điều đang nói. Nhiều những dấu hiệu hay hành vi như vậy đã được thu thập lại trong cuốn sách này. Cuốn sách Khi cơ thể cất tiếng chia thành nhiều chương khác nhau. Mỗi chương tập trung vào một phần cụ thể của cơ thể như khuôn mặt, mắt, miệng, tay, chân và nhiều phần khác. Mỗi phần được phân tích chi tiết và cung cấp ví dụ thực tế về cách mỗi dấu hiệu có thể thể hiện tình cảm, suy nghĩ và trạng thái tâm trạng của con người. Tác giả không chỉ giải mã những dấu hiệu phổ biến mà còn thảo luận về những dấu hiệu tinh vi mà ta thường không để ý. Những chú ý về biểu cảm như khuôn mặt sáng hơn, sự thay đổi trong thái độ cơ thể, cử chỉ nhỏ và các biểu hiện tinh tế khác. Tất cả đều được trình bày một cách tỉ mỉ. Một điểm mạnh của cuốn sách là việc áp dụng thực tế. Tác giả không chỉ đơn thuần giải thích các dấu hiệu mà còn cung cấp hướng dẫn về cách nhận biết, hiểu rõ và sử dụng thông điệp từ cơ thể của người khác nhằm để tạo nên mối giao tiếp hiệu quả và đồng cảm. Đây là một cuốn sách đa chiều và hữu ích giúp độc giả hiểu rõ hơn về ngôn ngữ phi ngôn từ của cơ thể. Dù bạn là ai, từ người chuyên nghiệp muốn nâng cao khả năng giao tiếp đến người quan tâm đến tâm lý con người, cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá một cách mới mẻ và thú vị để đọc và hiểu những thông điệp đằng sau những dấu hiệu cơ thể. Bằng cách tự mình xác minh những quan sát này trên thực địa, mỗi ngày bạn sẽ phát triển được bộ kỹ năng riêng để giải mã hành vi con người. Bạn càng nghiên cứu và xác minh thì càng thấy dễ dàng hơn và sẽ nhận ra những dấu hiệu mà người khác bỏ sót. Chúng ta ai cũng làm việc với người khác và để hòa hợp với người khác, ta phải quan tâm. Công việc lãnh đạo là hiểu và truyền đạt, mà ngôn ngữ cơ thể là một phần quan trọng của việc đó. Các lãnh đạo giỏi lắng nghe và truyền đạt theo hai kênh, có lời và không lời. Mặc dù thế giới đang ngày càng được số hóa và phi cá nhân hóa, nhưng việc tiếp xúc mặt đối mặt vẫn cực kỳ quan trọng trong xây dựng các mối quan hệ, thiết lập lòng tin và mối quan hệ, nhiều người khác và liên hệ một cách đồng cảm. Cuốn sách hữu ích cho mọi người có sự quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về ngôn ngữ phi ngôn từ và cách cơ thể truyền đạt thông điệp. Đặc biệt, cuốn sách này sẽ hợp cho người muốn nâng cao khả năng giao tiếp. Cuốn sách này là một nguồn kiến thức quý giá, quý báu cho những người muốn nâng cao khả năng giao tiếp hiệu quả. Đọc cuốn sách sẽ giúp bạn nhận thấy và hiểu rõ hơn về dấu hiệu cơ thể của người khác, từ đó tạo nên sự đồng cảm và hiểu biết sâu hơn trong giao tiếp. Những người quan tâm đến tâm lý con người, nếu bạn có hứng thú với tâm lý học và muốn hiểu rõ hơn về cách mà ngôn ngữ cơ thể phản ánh tâm trạng và suy nghĩ của con người, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về thế giới bên trong của người khác, người làm công việc liên quan đến giao tiếp và tương tác. Đối với những người làm công việc liên quan đến giao tiếp như nhà quản lý, nhân viên bán hàng, người làm dịch vụ khách hàng, cuốn sách này sẽ giúp bạn trang bị kiến thức và kỹ năng để tương tác và giao tiếp tốt hơn với người khác. Những người muốn tự hoàn thiện bản thân, nếu bạn muốn phát triển khả năng quan sát và hiểu biết về người xung quanh, cuốn sách này sẽ giúp bạn tăng cường sự nhạy bén và khả năng đọc tín hiệu phi ngôn từ cơ thể của họ. Cuốn sách Khi cơ thể cất tiếng là một tài liệu rất bổ ích giúp cho mọi người có thể nắm bắt được ý nghĩ của người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể. Tác giả Joe Navarro đã sắp xếp thông tin theo từng vùng cơ thể, gồm hơn 400 quan sát ngôn ngữ cơ thể quan trọng nhất mà ông đã áp dụng trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giải thích những hành vi, ngôn ngữ cơ thể phổ biến đến từ đâu dựa trên nghiên cứu tâm lý, sinh học và bối cảnh văn hóa để giới thiệu tại sao con người lại thực hiện những hành vi mà thường làm. Bất kể là ở xã hội, nơi công sở, ở nhà hay trong lớp học, thì việc có thêm kỹ năng để nắm bắt những dấu hiệu cơ thể của người đối diện cũng là một điều rất cần thiết. Nếu bạn cũng là một người thích quan sát những cử chỉ của người khác và muốn hiểu được người ta nghĩ, cảm, khao khát, lo sợ hay có ý định gì, vậy thì hãy lựa chọn cuốn sách này và tiếp tục lật dở từng trang để khám phá. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Khi cơ thể cất tiếng tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh.
Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh vào lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.